Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm SRK Santimax được sản xuất tại công ty cổ phần hóa dược Việt Nam. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về SRK Santimax cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của SRK Santimax: Sodium Chloride hàm lượng 2144 mg, Sodium Bicarbonate hàm lượng 1 mg. Dạng bào chế: Bột pha dung dịch rửa. Công dụng và chỉ định của SRK Santimax: Công dụng Giảm dị ứng mũi và khô mũi. Hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm mũi. Giảm nhanh triệu chứng hen xuyễn. Xóa tan triệu chứng chảy nước mũi. Hết nghẹt mũi, tắc mũi ngay tức thì. Điều hòa thân nhiệt, tránh cảm lạnh. Giảm các kích ứng mũi do bụi, hói. Chỉ định. Các bệnh nhân về mũi xoang, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, chảy mũi cư dân sống trong khu vực bụi bặm, ô nhiễm nặng. Công nhân làm trong các nhà máy, công trường có nhiều khói bụi, các hóa chất độc hại như công nhân công nhân xây dựng, làm đường, lính cứu hỏa, tài xế, công nhân làm đồ mộc, thợ sơn. Những người làm việc và học tập trong môi trường dễ lây bệnh từ người sang người qua đường hô hấp như giáo viên, học sinh, bác sĩ, nhân viên y tế, lao công, giúp việc. Người hút thuốc lá, thuốc lá, thuốc lá điện tử. Những người hô hấp kém vì mũi thường bị nghẹt. Những người thường bị dị ứng, dễ bị hắt hơi. Cách dùng và liều dùng của SRK Santimax Cách dùng Bước 1. Vệ sinh dụng cụ bằng cách trần qua nước nóng hay quay trong lò vi sóng 10 đến 20 giây. Bước 2. Cho gói hỗn hợp SALTMAX vào bình rửa, đổ nước sạch, nước qua xử lý máy lọc, nước đun sôi để nguội và lắc nhẹ cho đến khi hỗn hợp tan hết. Bước 3, rửa mũi ở tư thế thẳng đứng, nghiêng người về phía chậu rửa, nhẹ nhàng đặt đầu rửa dụng cụ vào một bên mũi. Bước 4, há miệng, thở bình thường, dùng tay bóp nhẹ nhàng để dung dịch từ bình chảy vào mũi bên này rồi sang mũi bên kia, sau đó nhả tay rồi bóp tiếp. Lặp đi lặp lại động tác bóp nhà bình 2 đến 3 lần để dung dịch có thể chảy liên tục qua mũi xoang, sẽ giúp rửa sạch hiệu quả và tạo cảm giác thoải mái. Bước 5, Xịt nhẹ nhàng để làm sạch các dung dịch còn sót lại trong mũi xoang. Sau khi thực hiện xong, bạn cần lau sạch dụng cụ và để nơi khô ráo. Liều dùng. Liều dùng mỗi ngày một gói, dùng 2 đến 3 lần. Chống chỉ định của SRK Santimax. Không sử dụng cho những người dị ứng với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm trên vùng da có vết thương hở hoặc vết loét. Không sử dụng sản phẩm cho trẻ sơ sinh vì làn da trẻ sơ sinh rất mỏng và nhạy cảm. Lưu ý khi sử dụng SRK Santimax. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hòa tan một gói SRK Santimax vào trong 240ml nước đun sôi để nguội hoặc nước sạch đã qua xử lý bằng máy lọc. Lắc đều để hòa tan hỗn hợp nhanh hơn. Liều dùng mỗi ngày một gói, dùng 2 đến 3 lần. Đối với các bé nhỏ chưa ý thức được việc hỉ mũi để nước muối cuốn theo chất bẩn ra cần được người lớn hướng dẫn. Khi hỉ mũi không nên hỉ quá mạnh vì nước có thể theo vòi nhĩ lên tai giữa gây viêm và đau tai giữa. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm SRK Santimax, đồng thời biết cách sử dụng SRK Santimax sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.